Hello anh em, chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với Tà Bóng TV. Hôm nay chúng ta cùng đến với trận đấu thuộc vòng 24 Ngoại hạng Anh giữa hai đội Brighton và Fulham diễn ra lúc 22 giờ thứ bảy, ngày 18 tháng 2 trên sân vận động Farmer. Brighton hướng đến cuộc so tài này sau trận hòa 1-1 trên sân vận động của Crystal Palace ở vòng đấu gần nhất. Đó đã là trận đấu thứ bảy liên tiếp xét trên mọi đấu trường mà Brighton bất bại. Hòa 2, thắng 5. Kể từ sau trận thua 2-4 trước Arsenal ở ngay đầu năm mới, đội bóng của huấn luyện viên De Zerbi đã hoàn toàn lột xác. Ở chuỗi trận kể trên, Brighton còn đánh bại Liverpool ở vòng 1/16 FA Cup. Thậm chí Brighton đã toàn thắng cả 3 trận đấu ở trên sân nhà gần đây. Đội bóng của biệt danh Seagull đã thắng 5 trong số 10 trận trên sân nhà mùa này. Riêng tại Ngoại hạng Anh, đội chủ sân Amex bất bại ở cả 5 vòng đấu gần nhất, hòa 2 và thắng 3, mang về 35 điểm qua 21 lượt trận. Brighton hiện đang đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng. Họ kèm nhóm dự Champions League khoảng cách là 6 điểm nhưng đã đá ít hơn một trận. Vấn đề lớn nhất lúc này là Brighton không thắng cả 5 lần gần đây khi chạm mặt Fulham ở Ngoại hạng Anh. Chỉ sau một mùa giải xuống chơi Championship, ngay lập tức Fulham đã trở lại Ngoại hạng Anh và ghi dấu ấn lớn. Trải qua 23 vòng đấu, tân binh này có về cùng 35 điểm như Brighton nhưng đá nhiều hơn 2 trận. Hiện Fulham đứng ngay sau chính đối thủ vì thua kém ở chỉ số phụ. Đây rõ ràng là kết quả thành công ngoài mong đợi với Fulham, bởi đội bóng của huấn luyện viên Marco Silva chỉ đặt mục tiêu trụ hạng hồi đầu mùa. Cuối tuần trước, Fulham đã đánh bại Nottingham Forest với tỷ số 2-0 trên sân nhà. Cách đó không lâu là chiến thắng 3-2 trước Sunderland ở FA Cup. Tính ra Fulham chỉ thua 2 trên 12 trận gần đây xét trên mọi đấu trường. Tại mặt trận sân khách, Fulham thắng 4 và thua 5 ở Ngoại hạng Anh mùa này. Trong đó 2 trận xa nhà gần nhất Fulham chỉ kiếm được 1 điểm mà không thể ghi bàn. Bởi vậy 3 điểm sẽ khó để có thể thoát khỏi tay Brighton. Mức chấp nhà cái đưa ra cho trận đấu này là Brighton trừ 0.75. Thế anh em Tà Bóng TV chúng mình đặt chọn niềm tin vào những chú chim mỏng biển là những quyết định hợp lý khi họ đã sở hữu cả nhân sự lẫn phong độ lấn lướt đối thủ của mình. Đối với mức tài xỉu 2.75, anh em hãy đi tài trong trận đấu này. Cả hai đội đều có lối chơi tấn công phóng khoáng và hứa hẹn đem lại cơn mưa bàn thắng trong trận đối đầu sắp tới. Dự đoán Brighton 3-1 Fulham. Trên đây là một số nhận định của chúng tôi, còn quyết định là của anh em. Chúc cho anh em sẽ có một lựa chọn thật sáng suốt khi đặt cược vào hai trận đấu này. Đừng quên nhấn like và subscribe kênh của Tà Bóng Đá TV để cập nhật sớm nhất các kèo hay, hấp dẫn cả ở trong và ngoài nước nhé. Xin chào và tạm biệt, hẹn gặp lại anh em trong các video lần sau.